Chào mọi người, có nhiều người thắc mắc hỏi mình làm YouTuber thì một tháng được bao nhiêu tiền? Hôm nay mình nói là đây tháng tháng đầu tiên đó. Đấy. Đấy. Đấy, những 3 năm tháng đầu tiên nó bao nhiêu nào? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đó. Được triệu 3 có bưng rồi. Ngay. Đấy. Đó là những bạn mới bước vào vào nghề nhá. Đây, mình chia khoản tiền đấy những bạn mới bước vào vào nghề này. Hiện tại thì làm YouTube ở nước mình thì mức chia phần trăm lợi nhuận cho các video được xem thì ít lắm, nó không bằng các nước Canada và Mỹ. Bình thường ví dụ 1.000 view thì bạn được 0,03 đô, tùy, có người 1.000 view được 0,01, nó tùy theo mức tiền nó được chia thành view người xem, hoặc là có lúc những hiện quảng cáo lên, có người kích vào quảng cáo của bạn thì tiền của bạn cộng nhiều hơn. Nên bên YouTube người ta cũng quy định là 1.000 view sẽ có bao nhiêu tiền, mà tùy vào lúc người xem họ có kích vào quảng cáo cho bạn hay không. Hoặc nữa là và cái video đó có nội dung còn có hay hay không đó. YouTube mà chia sẻ là nhiều đường like hay nhiều đường share đó. Đó. Có nhiều lúc thì 1.000 view, 1.000 người xem thì được 0,03, có người 0,01, thậm chí có người được 0,1, có người thậm chí có được một hẳn 1 đô luôn. Nhưng đó là vì tại người ta kích vào quảng cáo. Đấy. Thì được tương lượng tiền nhiều như vậy. Còn riêng ở Mỹ, Canada thì 1.000 view thường thường nó dao động từ 3 đến 7 đô. Còn Việt Nam mình thì dao động như là từ 0,03 đến 1 đô thì phải. Theo kinh nghiệm của mình đó. Đó. Đây là nó sẽ chia được nhiều ở YouTuber ở Việt Nam mình thì có nhiều mức, là có nhiều người thì kiếm một tháng ở từng này, đúng không? Có những người thì một tháng nó sẽ kiếm được từng này, và cũng có loại một số người này kiếm được một số tiền là đây, đúng không? Hai này gặp lại, và cũng có một số người ấy đây kiếm được từng này, đúng không? Người bác cọc 60 triệu một tháng, có người kiếm được 20 triệu một tháng, có người thậm chí 40, có người 60, tùy theo. Đấy. Đây. Đấy. Tiền thật nha, không tiền giả đâu. Đó. Và hiện tại bây giờ cũng có một số YouTuber mà đỉnh nhất đó. Thì một tháng họ thì có thể kiếm cái này đó. Đây. Đây. Nghe chưa? 1 2 3 4 5. Đúng không? Đúng chưa? Đấy. Tiền này mình mày lấy của mới mượn ở ngân hàng Vietinbank về. Đó. Đó. Không phải tiền giả đâu. Thậm trên thế giới bây giờ có nhiều người họ kiếm một năm khoảng 7 triệu đến 8 triệu USD một năm là YouTube của họ, vì bên đó là cái chế độ đại ngô tốt hơn bên Việt Nam. Bên Việt Nam mình tại vì những người hay ăn cắp video nên bên Google nó đánh giá không cao nên là mình chia cho mình thấp. Đấy. Mình thì mình chuyên về YouTube, mình chỉ lâu lâu có thích 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 bọt lên rồi chia sẻ trải nghiệm hoặc là để làm lại kỷ niệm ấy. Mình không phải dân chuyên nghiệp, còn tiền này không phải tiền mình kiếm ở YouTube nha. Mình kiếm này chắc là giàu lắm ạ. Mà mình khuyên mấy bạn mà nếu muốn kiếm tiền thực thú YouTube, đầu tiên bạn phải có đam mê đầu tiên ạ. Ngày thứ hai là bạn hãy làm chia sẻ một kênh mà chuyên về cái mảng bạn thích ạ. Ví dụ bạn thích về
xe cộ, thích về điện thoại hoặc là thích về game đó, bạn làm kiếm được mạng cái vậy thôi. Và bạn phải làm thực sự gọi là có thứ đầu tư nha, chuyên sâu vào và có thứ đam mê trong đó nữa, thì chắc chắn mình nghĩ là một tháng bạn kiếm khoảng 10 đến 15 triệu là chuyện trong trong tầm tay, mình nói thế đấy. Vì hiện tại bây giờ ở Việt Nam nói vậy thôi, 1.000 view là từ 0,03 đến 1 đô vậy thôi, nhưng mà lúc mà bạn video của bạn đạt đến mức độ triệu 1 triệu view luôn đấy nha, là từ đó mức đó lên là bạn sẽ kiếm được, ví dụ mình tính một cái video của bạn nhất là một bạn kiếm được 1 triệu đến 2 triệu một một tháng nếu video đạt 1 triệu view. Vì sao có cái đó như vậy? Vì phụ thuộc vào người xem họ có kích quảng cáo cho bạn hay không nữa. Nên khi bạn làm YouTube thì bạn nên khuyến cáo hoặc là nhờ người xem họ kích vào quảng cáo cho rồi share bài viết cho đấy, đúng không? Và YouTube bây giờ nó có thêm tính thêm cái mức mức tiền nữa, là tính vào lượng người đăng ký. Ví dụ lúc mà bạn có 1.000 người đăng ký hoặc là 10.000 người đăng ký hoặc là 1 triệu người đăng ký thì YouTube nó sẽ chia tiền quảng cáo cho bạn cao hơn. Nó có nhiều cái lắm, nó không phải nhất thiết là bạn với 1.000 view là bạn đừng có từng đó tiền, mà quan trọng cái kênh của bạn á, cái kênh của bạn mà có càng nhiều người đăng ký thì lượng cái tiền bạn tiền chứ còn tiền quảng cáo của bạn chia càng càng nhiều. Ví dụ bạn có 5 triệu người đăng ký hoặc 6 triệu người đăng ký hả, theo như cái mình để ý thấy á, thì mình cái lượng tiền của bạn thì chia nhiều hơn. Ví dụ bình thường là 1.000 view của bạn được 1 đô thôi, nhưng mà lúc mà bạn có 5 triệu người đăng ký chẳng hạn thì một cái ngàn view của bạn nó chỉ giá 3 đến 7 đô chẳng hạn đấy. Nên mọi người thì đây có mấy công hình lẻ này đây. Mấy đầu tiên ở ngân hàng Việt Tin bên về đó đấy, khoảng mấy à, 2 3 4 5 5 ở đây 3 nữa, 31 ít mà. Tiền này mình phải kiếm từ YouTube đâu mà mình mới lên ngân hàng bay về đó nên tiền thì làm video câu like cho vui thôi đấy. Rồi nhiêu đó thôi, không có gì nữa hết đâu đây. Ui, xa, tiền.